Hòa Minzy khoe gu thời trang cá tính ở trời Âu, chăm chỉ đi mua sắm hàng hiệu. Thưa quý vị và các bạn, khác với hình ảnh dịu dàng thường thấy, nữ ca sĩ diện trang phục cá tính gây bất ngờ cho khán giả. Đang trong chuyến lưu diễn tại Pháp, Hòa Minzy cũng tranh thủ thời gian dành để dạo phố mua sắm, cũng như khám phá đất nước xinh đẹp này. Sau màn khoe túi hiệu gần nửa tỷ đồng, giọng ca rời bỏ tiếp tục gây chú ý bởi gu thời trang cá tính trên đường phố Paris. Không lựa chọn quần áo quá cầu kỳ, Hòa Minzy ưu tiên những trang phục đơn giản khi diện áo thun, quần skinny, ôm sát phối cùng áo khoác da màu đỏ nổi bật. Bên cạnh đó, chiếc túi màu đỏ, tông màu Hòa Minzy yêu thích của Gucci có giá hơn 22 triệu đồng cũng được nữ ca sĩ sử dụng để tạo điểm nhấn cho tổng thể trang phục. Ngoài gu thời trang đẹp mắt, Hòa Minzy tiếp tục chứng minh mình là một yêu nữ hàng hiệu mới của showbiz Việt khi tay xách nách mang một loạt đồ hiệu vừa được cô bổ sung cho tủ đồ của mình. Có thể thấy, từ sau khi giảm cân thành công, giọng ca rời bỏ tích cực hoàn thiện gu thời trang của mình để thoát mát thảm họa thời trang trước kia. Lựa chọn thêm kính mắt thời thượng, Hòa Minzy xuất hiện nổi bật trên đường phố châu Âu. Nữ ca sĩ mang đôi bốt đỏ với áo khoác và túi xách hàng hiệu. Trước đó, Hòa Minzy cũng chia sẻ một loạt ảnh khác của mình khi có dịp ghé thăm tháp Eiffel, biểu tượng của kinh đô ánh sáng Paris. Tuy nhiên, nữ ca sĩ lại lựa chọn trang phục dịu dàng hơn với áo khoác và khăn choàng cổ. Chúng ta hãy cùng ngắm hình ảnh của Hòa Minzy trong những bộ trang phục đầy cá tính. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.